Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Mình Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng tiếp tục mình chia sẻ về cách lấy ốp cọc vuông trên ốp gạch vuông lên cọc tròn cũ nha cô chú anh chị và các bạn. Thì các bạn xem mình làm, cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào, ra sao để được một cây cọc vuông. Thì mình sẽ mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào nha. Rồi. Thank you.
Rồi, từ sớm giờ mình đã quấn và đổ cột lên được một khúc nha cô chú anh chị và các bạn. Thì do những cái cột này nó bị nghiêng bị ngã đó, thì mình lấy lại nên mình đã đẽo bớt nha. Thì ở đây là gạch này mình đã cắt miệng liếp hết rồi nè cô chú anh chị. Đó, cắt miệng liếp là mình quấn liếp vô gạch vô góc cho nó chuẩn luôn nha. Ăn thua một tấm đầu tiên nha cô chú anh chị các bạn. Thì hồ thì sẽ nó ôm được cái cột qua khoảng bao nhiêu, 2 3 phân chỗ bô 4 phân cũng có, tại vì do cột nó bị nghiêng bị ngã đó, thì mình phải nên dùng cách này để cho được một cây cột vuông cho nó đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Thì gạch này nó có thì nó 25 vuông, là 25, chiều dài nó là 340, 25 40 nha. Rồi quấn băng keo rất là kỹ nha cô chú anh chị và các bạn, ra cạnh góc rất đẹp. Rồi video mình ở đây mình cũng tạm dừng nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình hẹn lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Rồi, bye bye.